Cô tắm xong chưa? Tôi hỏi cô chút việc, đợi cô ngoài ban công. Chuyện gì mà vội thế? Vừa nãy không có nhìn trộm chứ? Chú Khôn, anh hỏi chú ấy làm gì? Không có gì, chỉ hỏi thế thôi. Không có gì thật sao? Đương nhiên là thật. Vậy cô nghĩ sẽ có gì? Chắc không phải anh muốn ra ngoài trước mặt bố tôi nên muốn gây chuyện với chú ấy chứ? Sao có thể thế được? Tôi vốn dĩ đâu phải loại người như thế. Tôi chỉ muốn hỏi cô, cô có biết sản nghiệp của anh Đại Khôn ở Dân Cảng hay không? Anh và chú Khôn đều làm việc cho bố tôi, anh còn hỏi tôi sao? Anh phải rõ hơn tôi chứ. Thường ngày tôi chỉ làm chút việc vặt, hoàn toàn không biết chuyện của họ. Vậy được thôi, cảm ơn cô. Đợi chút. Bây giờ mặc dù tôi không biết, nhưng chỉ cần tôi muốn là tôi sẽ biết được. Nhưng tất cả mọi việc đều không phải miễn phí đâu đấy. Anh đấy cũng thật thà quá rồi. Tôi đi trước đây. iQIYI, strange name, amazing shows. iQIYI.